Chúng ta sẽ chữa bài dễ ý dễ à. Câu số 1 nào, cô mời. Bạn nào nào, giơ tay nào. Giơ tay nào các bạn. À, Nguyễn Huyền, mời chị. Đang nhớ câu 1 em. Em thử câu là There is Day star có nghĩa là gì? có nghĩa là có màu Còn cái gì? Star là cái gì? sao. Rồi đúng rồi, có một ngôi sao chính xác, bạn Nguyễn Huyên là đúng rồi. D I O Star. Nào tắt mic nào. Tại sao lại dùng cậu rụt dê với các bạn này? Như star là chỉ có, là chúng ta thấy là không có S đúng không? Suy ra đây nó số ít. Ở đây star bắt đầu bằng chữ gì? Chữ gì đấy cả là ớt. Chữ sơ, và chữ sơ là Nguyễn Nam hay Phù Ấm? Phù Đúng rồi, sơ là Phù Ấm, cho nên là chúng ta dùng dùng ớ nha. Khi nào ở đấy là Nguyễn Nam thì mình chúng ta mới dùng ấn, còn Phù Ấm thì chúng ta dùng ớ. Đấy là danh từ số ít. Đếm được rồi. Câu số 2, có mơ bàn mạnh quấn nào. em được cô. Câu số 2 là There is a oval. Oval. There is There is a oval. Rồi, câu này là được chưa các bạn? oval. Chữ À, hai mấy thử lại cái câu nào. em được gọi là there is an oval. À, dễ ấn ấu vô. Tại sao lại là ấn? Mà không phải là ở em. Vì Người chữ nào cổ? tượng Nào hai mình nói nào. là chữ o có động từ quay hoài. À, chữ O, bạn đọc bằng chữ O là nguyên âm. Cho nên là chúng ta phải dùng ấn nha. Mạnh Quấn đọc lúc này là ừ mà, đúng không? Em đọc là ừ đúng không? Yeah. Ừ, là chữ chính xác nha. Từ này đọc là ấn. Z-E-N-O-V. Còn thế này này, Z-E-O-S-T-A. Đó. Đây là, cái này là nghĩa là gì hả Mỹ? Rồi là có một hình bao dục. Đúng rồi, có một hình bông rồi chính xác. Câu số 3 nào. Số 3 có một bàn nào nào khác nào. Ngoài bàn mảnh quần ra rồi. Còn bàn nào nữa nào. Có một bàn bảo chấm nào. Bảo chấm mới sao nào. Bài này làm rồi mà. Đúng hay sai thì các em cũng phải làm mà. Đúng hay sai thì nói, sai thì cố sửa, mà đúng thì thôi. Nào, bạn nào làm nào. Có một bạn Hoàng Mỹ nào. Em thưa cô, câu số 3 là There are many hearts. À, there are many hearts. Tôi có hỏi em là hearts này là số ít hay số nhiều? Yeah, số nhiêu? À, số nhiều thì chúng ta phải dùng cấu trúc dễ ý hay là dễ á? Are Đúng rồi, chính xác. There are many hearts. Hoặc là there are hearts cũng được. Từ many có cũng được mà không có cũng không sao nhá. Có thì tốt mà không có thì cũng được. Khi nào trong câu bắt buộc thì em mới dùng, còn lại thì em dùng thêm cũng không sao. Nó cũng không sai. There are many hearts, có nhiều hơn trái tim. Rồi, có mời bạn là Phương Thủy hay là Phương Thuy đấy. chắc xuống nào cô À, ạ. Phương Thảo là chị, có đây có sửa là tên em nhá. Dạ Phương Phương Thảo đấy là số số thứ tư mấy? dạ xuống nào mới tạm. À, Phương Thảo 18. Rồi. Rồi Phương Thảo nào. Có phí là gì em? Có phải ra cà phê À, cà phê là danh từ
Đánh tôi rồi, thấy sợ nhiêu? À, dạng tôi sợ tôi Hãy là danh từ không đệm được. không đậm được. À đúng rồi, đấy là danh từ không đệm được, là đồ uống không đệm được. Vậy thì chúng ta phải dùng cấu trúc dễ dễ gì? À, mà này dạng từ chó Zera Many á. dễ ít sớm. À, dễ ý xám mới đúng nha. Zera Many là danh cho danh từ số nhiều. Cái từ nào mà các em thấy có chữ S ở đằng sau đây này. Cái nào có chữ S nhá, mở dung là Zera. Còn không phải thì là các em không được dùng nhá. Rồi, đấy là danh từ không để đưa, cho nên chúng ta có cấu trúc là Jerry Sam. Sam coffee. Nghĩa là có một chút cà phê. Rồi, câu số 5 nào. Bạn nào nào? Bạn nào làm cho cô câu số 5 nào? Có mỗi bạn là khắc mạnh nào. Em thưa cậu là Câu hỏi square nghĩa là gì? Square là hình em gì? thưa cậu là em thưa cậu là thế à ơ sơ Nào, câu hỏi nào. Square là hình gì? Hình gì? Tôi mời. Tôi mời sơ nào. sơ sơ quẻ là hình nha. Hình gì? Bánh chứng hình gì nào? Tôi quẻ là hình vuông. À đúng rồi, tôi quen là hình vuông. Đây có hỏi là hình vuông này nè. Có chữ S nó số ít thì số nhiều. Số nhiêu? À số nhiều, số nhiều thì chúng ta dùng cấu trúc gì nhỉ? Dê y hay dê á? Yeah. Số nhiều, dê gì? Yeah. Chắc chắn, dê gì? Hay là dê y xăm? Dê y, dê á, hay là dê y xăm? Dê gì? Yeah. Đúng rồi, dễ à. Thế thì giúp đâu? Đọc cho cô nào. Đây, có cộng trục đây. Dễ à, cộng với danh từ số nhiều. Thế dễ à gì? Square. Đúng rồi, dễ à square. Hoặc là dễ ra many square. Đúng rồi, chính xác. Dễ. À, square. Rồi, bạn khắc mạnh là đúng rồi đấy. Rồi, có số sáu nào, có mấy bạn nào. Quỳnh Dương, Quỳnh Chí nào. Dương thì Quỳnh Chí. Em được cố lên dê dê ít xuống À, có hỏi sugar là cái gì? Sugar là giá vị gì mà có vị ngọt? Quỳnh Chí. Giá vị gì mà có vị ngọt nhỉ? là đường. À đúng rồi, là đường. Thì đường là danh từ đệm được hay là danh từ số ít hay là danh từ số nhiều? Em được có là dạng từ số ít. Chính xác, chính xác. Đâu có đệm một đường, hai đường không? Dạng từ không đem được. À đúng rồi, là danh từ không đệm được. À, vậy thì chúng ta có cấu trúc của danh từ không đệm được là như thế nào? Giờ lật lại vở thử. Bây giờ chưa trả lời được. Lật lại vở. Hôm trước ghi cái gì? Hôm trước ghi cái gì? Giờ lật lại xem nào. Cậu Cái gì? trốn của sáng tư không đệm được. Là dễ ít. Dễ ý gì? Dễ ý gì? Dễ ý sao? Dễ ít ớ. Dễ ở là danh từ số ít rồi chứ phải đấy nha. Dễ ý gì đấy, danh từ không đem được là dễ ý gì? Yeah, it's some. Đúng rồi, dễ ý xăm. Nó cầm với danh từ không đem được. Bây giờ có công thức rồi nè, làm cho có nè.
There is some sugar. Đúng rồi, dễ đi Samsung rồi, chính xác. Rồi, câu mới, câu số 7. Câu mới bạn Huy án nào. J is a triangle. À, Zeus Triangle, chính xác. Triangle là hình gì? Hình gì? Hình tam giác cơ ạ. Đúng rồi, hình tam giác, đúng rồi. Đó có, đấy là chỉ có một hình tam giác nhá. Thì chúng ta thử dùng cấu trúc là there is a. Câu số 8. Số 8 của bạn Mạnh Tuấn nào. Câu rất là Yeah, it's an apple. Here is an apple. Cô vừa bị ảo là các em à, bây giờ nhắc lại nhé. Mình quấn nói cho có câu số 8 nào. Có Yeah. quà gì đấy? Có tao nữa. Quà Quà tạo. tặng. Ê, em thấy quà tạo Here is bằng cái gì? an. À, chữ A. Chữ A là một trong những nguyên âm. Thì chúng ta sử dụng cấu trúc là gì nào? Cô trục lắm. Here is an apple. There is an apple, chính xác. Đúng rồi. Câu số 9 có mấy bạn Mỹ Nhật nào. Em sẽ có là yeah some tear. There is some tea. Đúng rồi, chính xác rồi, giỏi lắm. Tea là trà, mà trà thì là danh từ không đếm được cho nên chúng ta sử dụng cấu trúc là dây sắm. Đúng rồi, bạn Nhật trả lời đúng rồi. Is some tea, có một ít trà. Đúng rồi đó. Có bạn bạn Dũng nào. Câu số 10. Bạn nào có nick là Dũng. Dũng đấy là ai? Là bạn Dũng hay là bạn nào? Em vinh dụng quá. À rồi. Bây giờ em làm câu 10 cho cậu nào. À. Em Orange it. có là There are many orange in the À đúng rồi. Không cần in à, không cần thêm thị sáo đâu nhá. Thêm được mà không thêm cũng không sao. Câu này là oranges, nghĩa là những quả cam. Thì bạn bạn ấy đã sử dụng cấu trúc là there are many, đúng rồi, hoặc là there are oranges cũng được, there are many oranges cũng được. Nghĩa là có nhiều quả cam. Đó. Đây có phòng to đó bạn này nha, các bạn xem nha. Đây, đây là đáp án. Các bạn có thấy đáp án chưa?
Bây giờ bạn nào sai bạn chữ đã bạn vào vở giúp cối nhá. Đây, đã bạn đây. Các bạn nhớ nhá. Dê, y là dành cho danh từ số ít. Số ít đếm được. Trong danh từ số ít đếm được có hai loại. Một là danh từ số ít bắt đầu bằng nguyên âm. Nguyên âm thì chúng ta sử dụng cấu trúc là dây ân. Còn nếu là phụ âm thì chúng ta sử dụng cấu trúc là dây ý ơ. Ờ. Nào, danh từ số nhiều các bạn thấy không? Là danh từ mà kết thúc bằng chữ S đây. Có chữ S ở đằng sau đây là danh từ số nhiều. Thì các bạn sử dụng công thức gì? Cấu trúc gì nào? Dê gì? Yeah. Đúng rồi, Zera, chính xác. Thế còn danh từ không đem được thì sử dụng cấu trúc gì các bạn? Yeah. Vậy. Dê gì? Dê gì? Vậy. Ừ, đúng rồi, dễ ý đúng rồi, nhưng mà dễ ý gì? Dễ ý ơ, dễ ý ấn hay là dễ ý xăm? Sắp. Đúng rồi, Sắp. danh từ không đem được thì nhớ là cấu trúc dễ ý xăm nhá. Còn danh từ số ít mà đem được thì chúng ta lại có hai loại. Một loại là bắt đầu bằng nguyên âm thì sử dụng là dễ ý ăn. Còn một loại là bắt đầu bằng phụ âm thì chúng ta sử dụng cấu trúc là dễ ý ơ nhá. Rồi, bây giờ kết thúc phần Jerry Zia chúng ta sẽ chuyển sang một phần mới. Phần mới này hôm nay có học cấu trúc mới đấy các bạn ạ. Chúng ta đến với cấu trúc là how many, how much. Các bạn ghi vào vở cho cô. Ghi tiếp cái phần hôm bữa mới học nhá. Hôm được là mục 1, bây giờ mục 2. Mục 2 là how many, how much. Nghĩa là bao nhiêu. Bao nhiêu này là hỏi về tiền này, hỏi về số lượng này. How many là hỏi về số lượng, còn how much là hỏi về kiểu danh từ không đếm được đấy, hỏi bao nhiêu tiền, bao nhiêu cận, bao nhiêu lương đấy. À, chúng ta có cấu trúc là how many cộng với danh từ số nhiều cộng với az nghĩa là có bao nhiêu. Có trả lời thì trả lời là chúng ta sử dụng cái cấu trúc za lúc nãy chúng ta vừa mới học đấy, vừa mới chữa bài đấy. Nếu mà có một thì chúng ta sử dụng cấu trúc gì cộng với ân cộng với danh từ số ít. Nếu mà số nhiều thì chúng ta sử dụng cấu trúc za cộng với số đếm cộng với danh từ số nhiều, là nghĩa là có nhiều cái gì đó. Đây có ví dụ là how many teachers are there in this gym, có bao nhiêu giáo viên ở trong cái lớp học Zoom. Có bao nhiêu các bạn? Hiện tại là có bao nhiêu? Có bao nhiêu giáo viên? One. À, One. có một thì có một thì trả lời như thế nào? There Sử dụng is a teacher in teacher in in gì? is In gym. the class. Đúng rồi. There is a teacher in this gym class. Chính xác. Đúng rồi. Giỏi. There is a teacher, có một giáo viên. Thế bây giờ hỏi nhá. How many students are there in this gym? Có nhiêu? Thì chúng ta trả lời là bây giờ hiện tại là bao nhiêu nhỉ? Cả cố nữa là 32, vậy là 31 bàn. Đấy. There are 31 students in this gym class. Trả lời vặn tắt là there are 31 cũng được nhá. À bây giờ có mời hai bàn nào xuống phóng nào. Hỏi hỏi và đáp nào. Hỏi về cấu trúc how many này nào. Hỏi về cái bút này. Một bàn hỏi có bao nhiêu cái bút và một bàn trả lời bao nhiêu cái bút đấy các bạn. Một Một cái bút, bây giờ một bàn đặt câu hỏi cho cô là có bao nhiêu cái bút và một bàn trả lời là có một cái bút. Bàn nào nào, cô mời nè.
Hay là giơ tay đây rồi. Thế này cô ơi, trời ơi có bộn bàn giơ tay, bộn bàn này lúc nãy phát biểu rồi. Giơ mời nha. Không giơ tay để mời. Hạnh Vĩ hỏi, Hà Phương trả lời nào. Sử dụng cấu trúc này thôi, họ mẹ đi cộng với danh từ số nhiều cộng với a dễ thì bạn Hà Phương sử dụng cấu trúc này dễ ý hoặc là dễ á. Cô có một cái bộ thì sử dụng cấu trúc là dễ gì, một cái bộ thì sử dụng dễ gì? Để ý. Đúng rồi, dễ ý rồi, nhưng mà của Khánh Vĩ là Khánh Vĩ hỏi. Khánh Vĩ trả lời hỏi nào, họ gì? Hậu mà hậu mẹ đi How many? Cái gì đây? bên Bộ pens. Quẹt nhá. Cái bên pens. Nói gì nữa? Còn với cái bên gì nữa? Á. A a dê. a Đúng rồi, bây giờ hỏi lưu loạn lại nào. how many pen a z How many pens are there? Bén có ép nhá. many pen a z Good. Giỏi. Hỏi đúng rồi. Nào Hà Phương trả lời. Có bao nhiêu? Mời mình ra Hà Phương. Mời mình ra nào. Và đây là có bao nhiêu đây Hà Phương? Cô có mấy cái? một À một cái. Thì đây, cậu trúc nam ơi, có chưa có một đấy. Dễ gì đấy? z is Đúng rồi, dễ ý. Dễ gì? Ơ đấy. z Đúng rồi, gì đấy? Cái bộ là gì? Cái bộ là pen nhá. Lúc này bạn Khánh Vĩ hỏi là how many pen are there? Bạn bạn hỏi pen thì bên cũng trả lời pen thôi. Nhưng mà bây giờ có một thì chúng ta đọc là pen, không phải là pens. How many pens are there? Em trả lời. Dê. There is a Đúng rồi, dê là pen. Đúng rồi, chính xác. Hỏi. Đúng rồi đó. Rồi. Bạn nào muốn hỏi nữa nào? Một, hai bạn nào muốn hỏi nữa nào? em có À Hoàng Mỹ hỏi, Hoàng Thượng trả lời nha. Bây giờ có từ này này. Từ gì nhỉ? Hỏi về cái thước số lượng nó tạm cái. Trả lời là tạm cãi. Bây giờ hỏi cho cô nào. How many ruler are there? Dù lơ phải có gì? Dù lơ là phải có gì số nhiêu? Thì chúng ta phải gọi là sao? How many rulers are there? Hoàng Mỹ hỏi lại đâu? Rulers are there? Đúng rồi. Hoa Thượng trả lời nào? Có tạm cãi nhá. Are is ruler. There are eight rulers. Ruler đấy là tạm cãi là số nhiêu rồi. Hả cãi trở lại là số nhiêu. Bây giờ ruler là có tạm cãi là số nhiêu thì mình phải có chữ S trong đó nha. There are eight rulers. Rồi, thêm nữa nào. School bag. School bag là cái gì các bạn? Cặp đi Cái học. cặp. À cái cặp sách. Đúng rồi. Cái cặp sách. Giờ nào. Ái nào. Hãy hỏi ái trả lời nào. Giờ muốn hỏi một đợt. À bạn ích chân hỏi. Mới bạn ích chân hỏi. Bạn bạn nào trả lời. Dũng trả lời nhá. Ích chân hỏi Dũng trả lời.
Nên có đó. How school bag are there? À, how many school bags are there? Good job. Hỏi đúng rồi. Dũng trả lời nào. Một cái. There are one school No. Một mà, một là có một thì phải dùng cấu trúc là gì? bag. There is a school bag. There is a school bag. Đúng rồi, there is a school bag. Nha, một là chúng ta sử dụng cấu trúc là there is. Còn nhiều thì cấu trúc there are nhá. Rồi bây giờ cậu cho một ví dụ được nè, để các bạn luyện cái này cho nó quen, nó đỡ hôm sau làm bài, tí nữa làm bài lấy xá nhiều. Hôm qua thầy cũng hôm trước thầy cũng xài hơi nhiều nha. Bây giờ ổn cho nó kỹ thêm chút nữa nào. Ở đây dư chúng ta có apple là quả gì? Quả táo. À đúng Quả rồi, táo. táo. Bây giờ số lượng là nắm nắm quả táo. Bây giờ bà nào hỏi nào. Em có không? Đó, chứ Nguyễn Hiên, ông Nguyễn Huyên hỏi, không Hiên trả lời nha. Them À, how many apples are there? Có bao nhiêu quả táo? Thông Thiên trả lời nào. are there? Giấy Không phải giấy á. There are, there hoặc là there are. there are. Số lượng. Vậy đấy. There are five Good job. Chính xác. There are five apples. Đúng rồi. Rồi. Bây giờ thấy một cái ví dụ cuối cùng nha. Cơ hội cuối này. Bà nào đặt là cơ hội cuối này. Từ này phải hơi khó. Số lượng phải hơi khó tí. Các bạn đã học số này chưa? Số 2 rồi.1. Rồi, rồi, rồi. Học rồi à? Rồi thì hơi hơi dễ đây. Số này học chưa? 100 đã học chưa? Các bạn đã biết số 100 không? À, hơi khó. Bây giờ số... Bạn nào biết số 100? 100 đọc thế nào? 100. À, 100 rồi. Thôi, 100 biết rồi thôi. Không hỏi 100 nữa đâu. Hỏi à, đây. Hỏi 28 nhé. Đã nó hỏi và nó trả lời nào. Em hỏi có Em là em nào? khoan mấy có Hoa Mỹ lại hỏi rồi mà. Thôi hỏi lặn về. Tụ Nguyễn hỏi. À, Hoa Án trả lời nào. Tụ Nguyễn hỏi. Hoa Án trả lời. Alo, How alo. many Hoa Mỹ. book book year? À, dễ chứ. How many book are there? Good. Nào, Hoa Án trả lời nào. Bao nhiêu? Số vậy đấy. Số À, số 28 đọc như thế nào? 28. Nào, đọc theo câu nào. Yeah, No, số đếm nó phải ở trước một mà. Này, Zera, công với số đếm với công với dành từ số nhiều. Em đọc nói lại nào, Zera. book. Books. Đúng rồi, giỏi. There are 28 books. Rồi, giờ. Đây. Đây. Rồi, bên này cũng có. Trời, ló bị dù lúc nãy, bên này cũng có bị dù. Eraser. Nào, cả lớp đọc theo câu nào, tắt mic nào, tắt mic nhá. Đóng mic lại. Eraser. Eraser. Nào, tắt mic. Eraser. Eraser.
Eraser là cục tẩy. Girl, girl, girl là con gái. Mouse, 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 con gì? Chuột, Oh, con con chuột. chuột, con chuột. Apple, apple, apple. Từ này hơi khó. Can kill later. Can kill later. Can kill later. Can kill later. Mẹ gì? Mẹ Mẹ lệnh. tự. Mẹ Ôi, mẹ lệnh. tự tự để học sinh giống đấy. Bats. 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 Sẽ bị ít nha. Bats. Giờ đọc lại. Eraser. 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 Girl. 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 Mouse. 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 Apple. 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 Can kill later. Can kill later. Can kill later. Bats. Bats. Nào, who can read? Và nào có thể đọc nào? Ở đây không phải tư mở nhưng mà đấy là tư vấn để chúng ta học bài. Từ này là bạn nào đọc? Cô nào? À, bạn Đăng thì hãy nào. Em đâu có. Eraser, girl, mouse, apple, can kill later, Iceland. Hoàn hảo luôn. Bạn Dương Quỳnh chị please. eraser, girl, mouse, apple. Can you later? Pass. Good job. Phương Uyên, read Em thưa cô là please. Eraser. Eraser. eraser, girl, mouse, apple, calculator, bus, Bass. bus. Good. Hải Đăng, please. Yeah, teacher. Eraser. Mouse. Apple. Calculator. Bruce. First. Good. Văn Hôn, please. Em được cổ là eraser, girl, mouse, apple, calculator, bus. Iceland. Phương Thảo, ba, please. Em thơ có là eraser, g Eraser. mà eraser, g mà apple, calculator, Can kill calculator, later. Can calculator, kill later. Can. what. Khắc mạnh, please, please. Em thơ có là eraser, girl, mouse, can kill Apple quên đọc đấy. later, apple, can kill later, but. Good. Rồi, bây giờ bạn nào có thể đặt cho cô nào? Đặt câu cho cô nào? Đấy nha, ví dụ câu số 1, how many eraser are there? Nghĩa là có bao nhiêu cái tẩy? Cái trả lời là there is an eraser. Bây giờ, câu số 2 nào. Cha Mỹ hỏi. Cha Mỹ hái hỏi. Hải Đắng trả lời. Cha Mỹ hỏi, Hải Đăng trả lời cho cô. Còn mấy cô gái đấy?
Are there? How many girls are there? How many girls are there? Ừ, đúng rồi. Hai đắng trả lời. There Vậy câu đấy. are Three. Three gì? three Đúng rồi. How many girls are there? There are three girls. Good. Câu số 2. Chuột. À, con số 3, con chuột. À, hoang đã hỏi. Hoang chú thì hoang đã hỏi. Lính đán trả lời. How many mouth are there? No. Bây giờ nha, con chuột này nha, một con thì là mouth, nhưng mà nhiều con á, ở ở đấy là mén lý, sao mén lý nó dành được số nhiều, mà nhiều con nó không phải là mouth đâu, nhiều con là mai. Đây, how many mai a z, bạn ghi vào nhé, ghi vào lúc nãy để mà bạn nào chưa ghi. Bạn cái này vào thì bây giờ gửi vào cho có chữ là con chuột, một con thì mình đọc là mouse, nhưng mà nhiều con chuột thì mình phải đọc là mai, mà nó cũng viết khác luôn, không phải là thầy mẹ đang sáu con chuột đâu, không phải thầy mẹ em sáu mái máu lâm thanh mái đâu, mình chuyển thành từ mouse MOUSE thành MICE, đấy là một cái từ dành từ số nhiều đặc biệt ở tiếng Anh nhá. Ở tiếng Anh có một vài từ nó khi nó là số ít là từ này, nhưng sang tiếng Anh nó lại biến, nó khi số ít nó là từ này, nhưng khi sang số nhiều nó lại chuyển ra một từ khác, chứ không phải là thầy mẹ nhưng chúng ta thường gặp nhá, từ đặc biệt gặp thì các bạn ghi vào. Con chuột nào, hoang đã hỏi lại nào, How many my eyes? Good. Không phải là how many, cũng không phải là how many, how many. Rồi. Lúc nãy có bà ấy trả lời nha. Em có à, linh Rồi trả đán. lời nha. Đính đán trả lời. Em thưa cô là sẽ Mấy con chuột. Mấy con chuột. Trong ba hình. Con trọng hình là có mấy con chuột đấy, và bà con này mà con này là bao nhiêu con một chuột, một con chuột, con chuột cậu trộm gì, là there is a mouse. đúng rồi, there is a mouse, chính xác rồi. Rồi bây giờ một bàn cậu số bộ nào, súng phóng thế, đỡ để cố cứu nào, đang nào mà chả phải phải phải, phải hỏi. Em có Rồi, em hang ấn hỏi, để có coi bà nào chưa nào, gia linh trả lời, hang ấn hỏi, gia linh trả lời, câu số 4. có để ý. Hang ấn hỏi nào. Ủa, Em hang ở đâu đấy? có đó. There Em is hỏi mà, em hỏi chứ phải em trả lời đâu. apple. Hỏi là phải hỏi gì? How many apple? Đúng rồi, how many apples gì nữa? Rồi, À thế à? how many apples are there? Rồi, giáo lĩnh trả lời. À, hang ấn hỏi lại nào. How many Đúng rồi, giáo lĩnh trả lời. Còn mấy quả? Nắm quả. À, nắm quả. Cậu trục nào. Dê à. Zara 5 là mấy? Số 5 là 1,
two, three, four. Four gì? Five. Five. There are five. Five gì? Z five. Five gì? Quả gì đó? Apple. Đúng rồi. There are five apples. Có S nhá. Đừng có quên đọc S. Câu số năm nào? Em có Em là em nào? Huyền. Nguyễn Hên hỏi chưa? Rồi. Hỏi rồi thôi như cái bàn gạch nhá. Trân Điện Hải bày hỏi. Kim Ngân trả lời. Trân Điện Hải bày hỏi. Kim Ngân trả lời. Trân Điện Hải bày hỏi. Kim Ngân trả lời. Đâu rồi? Hai bàn đâu rồi? Alo, hai bạn đâu rồi? Em hỏi cho Dạ. con. Em hỏi là em nào? Mành. À, mạnh ra được hỏi chưa? Chưa chưa. À rồi, mạnh hỏi. Bạn nào trả lời nào? Bạn nào chưa được trả lời nào? Ừ, chuẩn được trả lời chứ? Ừ, chuẩn. Dạ. Em đã được trả lời chưa? Chưa rồi. À rồi, đi mạnh hỏi ý chuẩn trả lời nhá. Hỏi câu số 5. How many calculator are there? How many calculators are there? There, there is a calculator. Đúng rồi, there is a calculator. Good. Câu cuối cùng nào. Cuối cùng. Ai chưa được hỏi nào? Bạn nào có cái nick là Admin đấy? Bạn nào lại có sở tên chứ? À, Admin đây là của bạn nào? Để em trả lời đi cậu. Em là tên gì? Khoan mười cơ. Không phải à? À, thế giờ không phải trả lời à? Thôi Hoa Mỹ hỏi nhá. Khánh Vy trả lời. Hoa Mỹ hỏi cho cô nào. Được có là how many birds are How many buses are there? Số nhiêu mà phải thêm ES vào nhé. How many buses are there? Hỏi lại nào. How many bars Khánh Vy trả lời. there? There are two. There are two buses. There are two. Đúng rồi. Cái này vì thêm e cho này là chúng ta đọc thành là buses chứ không là bus. Bus. Bình thường đọc là bus. Vì nó kết thúc bằng sơ rồi thì mình cũng đọc sơ rồi. Bây giờ thêm thêm số nhiều thì mình thêm e vào thì mình đọc là buses. Nha. Rồi bây giờ sang hỏi mẹ lý rồi bây giờ hỏi à. How many đó bây giờ hỏi how much? How many thì câu mới danh từ. Danh từ cái gì các bạn? How many câu mới danh từ gì? Chính tư không đệm được. How many câu mới danh từ gì? Vừa mới học. Từ Rồi, danh từ số nhiều nha. Bạn nào mà bảo là danh từ không để được là cũng cũng đánh đòn nha. Trời ơi. Đấy này, mới lúc nãy luôn. Vơ mới lúc nãy mới dài la la la. La dè ra công họ mẹ này công mới dánh từ số nhiêu. Bây giờ hỏi lại là công mới dánh từ không đẹp được. Là sao? Họ mẹ này nhớ nha, là công mới dánh từ số nhiêu. Giờ họ mắc mới là công mới dánh từ không đẹp được. Công với ý dè. Khổ lắm. Ghi vào ở nào. Mấy cái cấu trúc này nhá, một là các bạn ghi bút đỏ cho cậu, hai là các bạn ghi kiểu in đậm in hóa lên cho các bạn dễ nhìn nhá, vì đấy là cấu trúc mà các bạn sẽ dùng, cho nên là ghi in đậm lên cho mình kiểu mình nhìn vào là mình dễ học hoặc là mình
lấy cái bút hai lá, mình gạch cũng được, mình ghi bút đỏ cũng được, ghi bút khác màu cũng được, hoặc là in đậm được, nói chung là làm sao cho nó nổi bật lên nhá. Thao mát là cộng với danh từ khẩu à, là cộng với danh từ khẩu đưa cộng với y dè, còn hào men đi là cộng với danh từ số nhiều cộng với a dè nha. Hai cái này nó trái ngược nhau, đừng có nhầm nha. Mày đặt nhiều cậu rồi giờ mới nhầm. Rồi thì bây giờ ở trên kia là dè hào hỏi hào men đi thì ý thì chúng ta sử dụng cấu trúc là dè y ớ hoặc là ấn. Nhiều thì mình sử dụng cấu trúc là zera cộng với danh từ số nhiều, còn ở đây thì chúng ta chỉ sử dụng một cấu trúc thôi, hỏi tháo mắc cộng với danh từ không đem được cộng với ý dè thì chỉ trả lời là dè ý cộng với xăm hoặc là mắc cộng với danh từ không đem được nha. Rồi, bây giờ ví dụ vào giờ mình cái gì cũng phải cụ thể, mình phải ví dụ. Okay. Hôm trước bảo nước là danh từ không đem được. Giờ, how much water is there? Vì water là danh từ như thế nào các bạn? What's the danh từ gì? Rồi thấy số nhiêu hay là danh từ không đệm được? Không What's the đệm được. à, đúng rồi, water là nước không đệm được. Thì chúng ta sử dụng với cấu trúc là how much water is there? Trả lời sẽ sử dụng cấu trúc gì? Dễ. Great. Sắm. Jerry. Sắm gì? Water. Đúng rồi, Jerry sắm water. Đúng rồi. Có thể thôi, Jerry sắm water, đơn giản. Rồi. Bây giờ hỏi về milk. Milk là cái gì? Nếu là Sữa. sự Rồi, mì là sữa mình nha. Đúng không nhầm nha. Mì là sữa, water là nước. Sữa này, water là nước nha. Cảm nhận. Rồi, bây giờ how much milk is there? Trả lời như thế nào? milk. Đúng rồi, there is milk là chữ chính xác nha. There is some milk. Hoặc là there is much milk. Đều được, some hoặc là much. Chứ dè ý miếu là chữ chính xác nhá. À rồi. Các bạn ghi ví dụ vào cho cô nhé. Ghi đầy đủ vào cả cấu trúc. Trả hỏi, cấu trúc trả lời. Xong ghi hai ví dụ này vào. Rồi chúng ta sẽ đi làm một vài ví dụ để cho các bạn luyện tập thêm. Ui, tắt mic, em ơi. Ôi, cô tìm mối dung sầm, tìm mối dung mặt cô. Trong đây có em ạ. Em nào mà trong đây có chữ mặt thì mình dùng mặt, mà trong đây mà người ta yêu cầu có chữ sắm thì mình dùng sắm. Hoặc là nếu mà họ không thể yêu cầu gì thì mình dùng sắm nhé, đa phần là sẽ dùng sắm hơn. Trong đây yêu cầu thì mới cần phân biệt, còn bình thường thì mình chỉ dùng sắm nhá. Bạn Nghe xong luôn không? ơi em. Nghe xong giơ tay không con? Đúng rồi, ghi xong thì giơ tay để cổ sáng slide khác nhé. Bạn Khánh Vy ơi, Khánh Vy. Dạ. À, em gửi nha bài tập rồi. Bài tập này có chữ rồi mà. Đấy, cổ chậm cho em bài tập này rồi. Còn bài tập về nhà là đọc video nhá. Đọc Dạ. đọc ngừng nhá, gửi nhầm rồi nhá. Dạ. Về bổ sung cho cổ.
Ôi mới vỡ bàn, mới vỡ bàn ghi. Trời ơi, ghi cái công thức này đó phải ghi đúng, ghi đầy đủ nha. Chúng có ghi quá loa. Quá là lát nữa làm bài tập thì sai đấy. À, hai ba người xong rồi. À, bây giờ chúng ta làm một vài ví dụ nhá. Bây giờ là chúng ta có cấu trúc là háo mắc cộng với danh từ không đếm được cộng với ý dè. Trả lời là ý dè cộng với sum hoặc là max cộng với danh từ không đếm được. Bây giờ có ba ví dụ: một là sugar, là đường; hai là milk, là sữa; ba là tea, là trà. Bây giờ bạn nào đâu? Mời bạn. Bây giờ mời hai bạn, một bạn hỏi bạn trả lời trước nè. Câu số 1 hỏi về đường. Mạnh Quân hỏi, Nguyễn Huyên trả lời. Cô. How much sugar is there? Đúng rồi. Cảm ơn Is bạn. sugar. There is some sugar. Good. Minh Nhật hỏi, Dũng trả lời. Về ví dụ số 2. À, em thưa cô là Hỏi hỏi hỏi. Minh Nhật hỏi. How gì? How much milk is there? Đúng rồi, đọc lại cả cấu cho nó xuống mượt nào. How much milk is there? Đúng rồi, good. Dũng nào, trả lời nào. There is some milk. À, there is some milk. Good job, đúng rồi. Câu số 3. Em có Văn Hùng hỏi, Phương Uyến trả lời. Văn Hùng hỏi, Phương Uyến trả lời. Văn Hùng đọc rồi. em đâu có là there is Hỏi mà. Văn Hùng hỏi. How much gì? How Tea. tea. Là gì nữa? Cậu trục đấy. How much cộng với danh từ không đếm được cộng với ý dè. Ý dè. Is Hỏi lại nào. How much tea How much tea is there? Good. Phương Uyến trả lời nào. Em thưa cô là is some There is some tea. Good. Hoặc là there must tea. Đều được. Và Khắc Mạnh hỏi, Quỳnh Chí trả lời nào. Ví dụ số 2. em thưa cô là how much
Miu Miu ite Ize. ize Đúng rồi. Bên gì? ze it sam There is a meal. Good. Hoài án hỏi. Hoài án hỏi. Huy án trả lời nào. Hoài án hỏi. Bạn Hoài án ơi. Hoài án. Huy án đọc rồi. Huy án. Rồi, em trả lời nhá. Rồi, Huy án. Thế thì Gia Lĩnh hỏi cho có nào. Gia Lĩnh hỏi, Huy án trả lời. Em nó cổ là hầu mắt tia ít xe. Ti, không mà ti is Hầu mắt tia ít nè. there. Rồi, bạn nào? Thư giãn trả lời nào. J E There is. There is it? J E Smarty. Dễ mắc ti hoặc là dễ sắm tí nhá. Kiwi. Hỏi trả lời lại nào. They eat Rồi, good. Bây giờ chúng ta nghỉ đây và làm bài tập nhá. Nào, bây giờ make question and answer with how much. Là đây là đặt câu hỏi và câu trả lời với cấu trúc how many hoặc là how much, nghĩa là trong bài này có cả hai cấu trúc luôn. Có cả một là many, hai là much. Giờ nha. Many pens. Là gì các bạn? là có nhiều cái bút. Nhiều bụt. Nhiều bụt rồi. Summit là gì? Meet Mình lấy gì có? là gì? Cô hỏi em sao em hỏi lại cô? Meet ra thì Đúng rồi. Mỹ là thịt. Cô hỏi em bây giờ em này quay lại hỏi cô. Rồi Mỹ là thịt nha. Sắm mịt là một ít thịt. Thịt này có thể thịt lợn, thịt bò, thịt gà nha. Thịt mịt này là thịt chung. A box. A box. Bạn nào biết a box là cái gì? gạo con gạo Không, không là cái ai hộp ơi. hộp Đúng rồi, cái hộp nha. Con cạo là fork. Fork. Vậy là con cạo này, con cạo là chữ F nha. Fork là con cạo. Đây, box là cái hộp. Một hộp. Two men. Two men. Là cái gì? hai người đang nóng, Hai người tù đang mẹ nóng, mọi người, hai người đông ngầu, hai người đang hai nóng, người hai đàn người ông. đang Rồi rồi anh ox bò đực đúng rồi, một là đó đó. Ta nào mở mấy tờ tắt mình chụp có vậy. Mac coffee. Mac một cốc coffee. Là nhiều cà phê, cà mặc là nhiều phê nha. À,
Lúc nãy có bạn nào hỏi là khi nào mà dùng mạc, khi nào mà dùng many, dùng sắm. Thì lúc nào mà em thấy nhiều thì em dùng mạc, mà em thấy có một xíu hoặc là một nửa thì em dùng sắm nhá. Các bạn nhá. Khi nào mà bạn có thấy tràn đầy nhiều thì các bạn dùng dùng mắt. Còn khi nào các bạn thấy có tí này hoặc là một nửa thì các bạn dùng 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 sắm. Ví dụ đây, thấy thấy đường thấy nhiều không, thấy nhiều cục đường này không các bạn? Dùng dùng mắt nha. Rồi dùng mắt nha, con sữa đấy các bạn thấy thấy nhiều Ít 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 chứ, nhiều ít đảo nhiều thì mà là cả một cốc đây chứ, đấy là ít thôi, có một xíu ở bên dưới đấy thôi. Thì chúng ta dùng là sắm. Tí này thì mặt hay là sắm? mắt Đúng rồi, gần đây đâu thì là mặt nha. Thấy chưa, dễ hiểu. A child là gì? A một đứa child, một đứa trẻ. Có viết như này để cho các bạn dễ dễ hình dung. Đây, a cell. A cell là gì? A cell. Bạn nào biết nào? Cái mà chúng ta hãy để đồ dùng mà mình khoán lên tường ấy. Hoặc là mình đặt gần tường đấy. dạ Đúng rồi, cái dạ, cái ngắn nhá. Dạ có thể là dạ để đựng giá vị, hoặc là đựng đồ, đựng sách, gì đó, dạ sách chẳng hạn. Dạ giá vị, đó, gọi là a cell, là cái dạ. Hoặc là cái ngắn, ngắn ngắn kẹo. Rồi, little, little sauce. Little sauce. Sauce là gì? muội Rồi, listo nó cũng vọng vợi là là sắm, làm mặc đấy, cùng là chỉ lường, nhưng mà sắm là mình con thầy vơ vơ cùng thầy y, nhưng mà đám thầy con listo nó có xịu, có một xíu ấy, có một chữ thế này này đó, có một chữ thế này là listo, nó có y hơn cả sắm nữa nhá, nó cũng là một ít một xíu ít muội. Tôi nói nhá, mắt mắt sắm listo đều dùng cho danh từ không đếm được. Mắt là nhiều, sắm là có một chút, nhưng mà listo chỉ có một xíu thôi nhá. Rồi, ship. Ship là gì? con Bảy kêu con cừu, nó có 7 con cừu đấy các bạn. bỏ À, bốn con con cừu. Rồi bây giờ các bạn gửi bài vào vở, sau đó ký cả đây cả đáp án nha. Rồi nộp bài cho cô. Để cô chậm lấy đêm. cái này hỏi vì trả lời thì có. Được rồi, vừa hỏi vừa trả lời luôn nha. Tổng cộng là chúng ta có bao nhiêu? 10 20 cậu. câu. Đó, 20 câu. 10 10 câu, nhưng mà vừa hỏi vừa trả lời là chúng ta có 20 câu. Suy ra một câu là bao nhiêu điểm? cậu. Một câu À hai điểm. <2. cười> Câu không phải nắm nhá, câu không phải nắm nhá em. Giờ ai mà hỏi đúng mà trả lời sai thì cái câu đó chỉ đúng câu câu hỏi thôi, còn câu trả lời có gai sai nghĩa là câu đó chỉ tính là không phải nắm điểm, được chưa? Đáng lẽ là một câu 10 câu, là một câu 10 điểm, nhưng mà bây giờ có một câu trong đó có hai y, nếu em sai một y thì cả em con không phải nắm điểm cho câu đó nữa, hiểu chưa? Được chưa nào? Ok. Ok, hiểu rồi, hiểu rồi, đi làm Ok. bài, đi nộp nhá.